Tỉnh thất Bồng Lai, nơi có những nhà sư hát bolero đã đổi tên thành Thuyền Am bên bờ vũ trụ. Sau Tết Nguyên Đán thì phóng viên đã quay trở lại khu vực tỉnh thất Bồng Lai ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, nơi đã xảy ra những việc gây bão dư luận suốt nhiều tháng trong năm 2019. Thuyền Am nối tiếp tỉnh thất với những chuyện lạ. Chỉ sau Tết Canh Tí ít ngày nhưng khu vực xung quanh tỉnh thất Bồng Lai có vẻ khá là vắng và không còn người xe tấp nập như trước. Một người dân ấp Lập Thành cho biết, sau khi xảy ra chuyện với gia đình ông Võ Văn Thắng ở quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh đến tỉnh thất Bồng Lai để tìm con gái thì xảy ra xô xát với những người ở tỉnh thất Bồng Lai. Thì lượng người và xe từ khắp nơi đổ về đây ngày càng ít. Chỉ có trong ngày 30 tháng Chạp vừa rồi là tôi thấy có nhiều người đến tỉnh thất, sau đó thì không còn ai. Mấy năm trước đây thì ngày nào cũng có người đến đây để thăm tỉnh thất, ngày rằm, mùng 1, thứ bảy, chủ nhật và những ngày lễ Tết Nguyên Đán thì người xe từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh về đây rất là nhiều, đậu chật kín cái bãi đất gần tỉnh thất, sẽ gác ngập cả khu đất. Điều bất ngờ là trên bức tường rào của khu tỉnh thất không còn bốn chữ tỉnh thất Bồng Lai nữa, mà thay vào đó là một dòng chữ đen to tướng trên nền sơn trắng, đó là Thiền Am bên bờ vũ trụ. Cổng Thiền Am thì khóa kín nhưng có dán thêm ba tờ giấy in chữ khá là to và ghi rõ: xin thông báo để bảo vệ cho sự an toàn của các bé cũng như là quý vị trong mùa dịch bệnh corona chết người hiện đang xảy ra, Thiền Am sẽ tạm thời ngưng hẳn tiếp khách trong thời gian này cho đến khi mùa dịch qua đi. Mong quý khách hoan hỷ và thông cảm, xin được hẹn gặp lại quý khách. Xin cảm ơn và xin kính chào quý khách. Người dân trong khu vực cho biết là tỉnh thất Bồng Lai được ông Lê Tùng Vân, sinh năm 1932, người tự xưng là Hòa Thượng Thích Tâm Đức, chủ trì tỉnh thất đã đổi tên thành Thiền Am bên bờ vũ trụ và đúng thời khắc giao thừa năm 2019 và 2020. Còn thông báo Thiền Am ngưng tiếp khách thì mới được dán trước cổng vài ngày. Và như một số báo đã từng đưa tin là tỉnh thất Bồng Lai trước đây là một ngôi chùa nhỏ hoang phế, được bà Cao Thị Cúc đứng tên và mua lại năm 2016. Chùa được sửa sang, lúc đầu lấy tên là chùa Bồng Lai, nhưng sau đó đã đổi thành tỉnh thất Bồng Lai do ông Lê Tùng Vân làm chủ trì, thu nhận và nuôi dạy trẻ mồ côi. Nhưng ít người biết rằng là tiền thân của tỉnh thất Bồng Lai chính là cơ sở nuôi dạy trẻ mồ côi Thánh Đức ở ấp 2, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Cơ sở này do ông Lê Tùng Vân làm chủ với 56 người sinh sống, trong đó có 25 trẻ em dưới 16 tuổi được nhận nuôi trái phép. Và đến ngày 25 tháng 5 năm 2007 thì Ủy ban nhân dân xã huyện Bình Chánh có quyết định số 2632 QĐ-UBND chấm dứt hoạt động của cơ sở Thánh Đức, sau đó đổi thành tỉnh thất Bồng Lai. Với lý do hoạt động không đúng theo quy định của pháp luật, điều kiện vật chất vệ sinh môi trường không đảm bảo, việc chấp hành đăng ký tạm trú tạm vắng và đăng ký nhận con nuôi không tuân thủ theo quy định của pháp luật. Và ngay sau đó 25 trẻ em tại cơ sở nhận nuôi trái phép này được trả về gia đình hoặc là đưa về làng thiếu niên SOS ở Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi bị Ủy ban nhân dân xã huyện Bình Chánh giải tán thì ông Vân và các đệ tử của mình đã về ấp Lập Thành gây dựng lại tỉnh thất Bồng Lai. Nhưng không bao lâu thì từ một nơi không ai biết thì tỉnh thất Bồng Lai bỗng dưng nổi tiếng sau khi một tờ báo có tên tuổi thành phố Hồ Chí Minh đăng thông tin nơi đây xuất hiện hoa u đàm nhà Phật 3.000 năm mới nở một lần. Sang năm 2017 thì tỉnh thất Bồng Lai đã vang danh cả nước bởi việc hai ông sư thầy đi hát bolero. Và đến năm 2018 thì tỉnh thất Bồng Lai lại một lần nữa gây sốt với việc năm chú tiểu đã giành quán quân game show thách thức danh hài. Đỉnh điểm nổi tiếng của tỉnh thất Bồng Lai chính là năm 2019 khi xảy ra sự việc gia đình ông Thắng đến tỉnh thất Bồng Lai tìm con gái và dẫn đến xô xát với những người tại đây, làm dậy sóng dư luận. Và cho đến thời điểm hiện nay thì phía Giáo hội Phật giáo tỉnh Long An vẫn khẳng định tỉnh thất Bồng Lai không thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam và những người trong tỉnh thất đều là giả sư, lợi dụng Phật tử để trục lợi. Đối với chính quyền sở tại thì Ủy ban nhân dân xã Hòa Khánh Tây khẳng định các vấn đề ở tỉnh thất Bồng Lai đã vượt quá thẩm quyền xử lý của xã, dù nơi đây luôn làm những người có trách nhiệm tại xã rất là đau đầu. Vì trước đó là tỉnh thất Bồng Lai này luôn dựa vào hình ảnh của năm chú tiểu và cũng như là sự yêu mến của khán giả và dư luận, cũng như là cộng đồng mạng, nên nơi đây thường có những hành động và những phát ngôn nó thiếu chuẩn mực đối với người tu hành, dù là tu tại gia đi chăng nữa. Có thể nói là trong thời điểm trước đây thì tỉnh thất Bồng Lai như là một cái thánh đường vậy và gọi là bất khả xâm phạm. Ai mà nói xấu tỉnh thất Bồng Lai là coi như là đi vào đường chết. Nhưng mà sau đó thì nhờ sự cố của gia đình ông Thắng và cụ thể là Diễm My đã gián tiếp vạch trần ra cái bộ mặt thật của tỉnh thất Bồng Lai này. Và sau đó là một loạt những thông tin, những cái bằng chứng mà do anh hiệp sĩ Nguyễn Xin đưa ra. Thì ở thời điểm hiện tại thì fan của tỉnh thất Bồng Lai đã dần dần hiểu ra cái sự thật này. Tuy nhiên thì cũng không có ít fan cũng nằm trong cái dạng u mê, nói hoài không chịu hiểu. Và đúng như những gì mà anh Xin đã thông báo trên trang cá nhân của mình thì vào đầu tuần này, tức là khoảng là 10 tây tháng 2 thì trên rất là nhiều mặt báo đã bắt đầu đăng những cái thông tin về tỉnh thất Bồng Lai này, về sự thật về nó. Và mình nghĩ là với cái tốc độ đăng dồn dập của các bài báo và cũng như là chính quyền sẽ chính thức vào cuộc để giải quyết cái tỉnh thất Bồng Lai này một lần và mãi mãi.
để cho mọi chuyện được rõ ràng, trắng ra trắng, đen ra đen. Và cũng như là sẽ có một câu trả lời chính đáng dành cho những cái fan yêu mến Tỉnh Thất Bồng Lai và những người còn đang u mê với cái Tỉnh Thất Bồng Lai này. Và thông tin này cũng kết thúc phần 1 về Tỉnh Thất Bồng Lai hay là Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ, nơi mà có những nhà sư đi thi Bolero. Và nội dung của video này được dựng theo tin của bài báo Một Thế Giới. Và đây mới chỉ là phần 1 thôi, thì trong phần 2 chúng ta sẽ đến với bài viết là Bên Trong Tỉnh Thất Bồng Lai, nơi những Nico có con. Và video này đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong các video tiếp theo.